Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món trà sữa kem trứng dừa nướng. Món này đang rất là hot trong thời gian gần đây mà hôm nay mình mới có thời gian để quay video chia sẻ đến các bạn cách làm. Trà sữa trân châu đã rất là ngon rồi mà thêm chút sốt kem trứng béo ngậy mặn mặn cùng với chút vụn dừa nướng giòn thơm khá là lạ miệng và khá là ngon. Với công thức này thì các bạn có thể làm cho gia đình thưởng thức hoặc là kinh doanh đều được nhé. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời nhấn đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hấp dẫn hơn. Nguyên liệu mình chuẩn bị. Đầu tiên thì mình sẽ làm trà sữa. Hôm nay mình sử dụng 50g hồng trà. Các bạn có thể sử dụng trà đen hoặc hồng trà đều được. Mình sẽ sử dụng nồi cơm điện để ủ trà. Các bạn nên sử dụng bình ủ trà là tốt nhất. Còn nếu không có bình ủ trà thì các bạn có thể sử dụng nồi cơm điện để ủ trà giống như mình. Mình chuẩn bị một cái túi lọc trà. Cho trà vào trong túi và mình buộc lại. Cho vào trong nồi, mình cho vào cùng 1,2 lít nước sôi. Đậy nắp lại và mình ủ trà trong khoảng 20 phút. Đây là trà sau khi ủ được 20 phút, trà đã ra màu rất là đẹp. Mình sẽ vớt bỏ túi lọc trà ra. Mình cho phần nước cốt trà ra tô để các bạn nhìn rõ hơn. Mình cho vào cùng 150-200g bột kem béo và mình khuấy đều cho bột kem béo tan hoàn toàn. Tiếp tục mình cho vào cùng 320-350g đường, 1g muối và mình cũng khuấy đều. Các bạn có thể sử dụng 160g đường, 160g sữa đặc cũng được nhé, tùy theo sở thích của bạn. Khi đường đã tan hết thì mình sẽ cho vào cùng 400g đá và mình khuấy đều cho đá tan ra. Việc cho đá vào sẽ giúp cho trà sữa nguội nhanh hơn, giữ được độ thơm và đậm vị của trà. Đây là phần trà sữa mà mình thu được. Trà sữa có màu rất là đẹp và rất là thơm. Phần trà sữa này thì mình sẽ cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 8 tiếng để cho trà sữa lạnh sâu rồi mới mang ra sử dụng nhé. Tiếp theo thì mình sẽ luộc trân châu. Hôm nay mình sử dụng 300g trân châu đen. Các bạn sử dụng trân châu mua sẵn hoặc là trân châu tự làm đều được. Mình đã có nhiều video chia sẻ đến các bạn cách làm trân châu đen rồi. Các bạn có thể vào kênh và tham khảo video nhé. Mình cho vào nồi 1,5 lít nước và mình đun sôi lên. Khi nước sôi thì mình sẽ cho trân châu vào luộc ở lửa vừa trong khoảng thời gian là 30 phút. Sau 30 phút thì trân châu đã chín. Mình sẽ tắt bếp, đậy nắp lại và mình ủ trân châu trong khoảng 30 phút nữa. Đây là trân châu sau khi mình ủ được 30 phút, nó đã chín mềm rồi. Mình sẽ vớt trân châu ra và để cho ráo nước. Mình cho vào nồi 150g đường nâu Hàn Quốc. Mình cho vào cùng 100ml nước và mình cho lên bếp đun sôi. Khi nồi nước đường đã sôi, đường tan hết rồi thì mình sẽ cho trân châu vào cùng. Và mình đun cho đến khi nồi trân châu sôi trở lại.
đun thêm khoảng 2 phút ở lửa nhỏ nữa là mình tắt bếp. Phần chân trâu này thì các bạn nên giữ ấm bằng nồi cơm điện hoặc là bình giữ nhiệt để cho chân trâu luôn mềm và dùng trong ngày nhé. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần sốt kem trứng. Phần sốt kem trứng này trên mạng có rất là nhiều công thức khác nhau, các bạn có thể lựa chọn công thức phù hợp với lại khẩu vị này, phù hợp với giá thành các bạn kinh doanh nhé. Hôm nay mình chia sẻ công thức đơn giản với giá cốt thấp để các bạn có thể bán với giá bình dân được dễ hơn. Mình cho vào tô 200g kem tươi whipping, các bạn có thể thay thế bằng kem béo thực vật rích lùn, 100g sữa tươi không đường, một chút muối, 60g bột kem trứng, 10g bột cốt dừa nếu các bạn thích. Có nghĩa là phần bột cốt dừa này các bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng đều được nhé. Và mình khuấy đều cho phần bột kem trứng tan ra. Lưu ý là phần kem tươi và phần sữa tươi thì các bạn để lạnh trước khi sử dụng nhé. Sau đó mình sẽ dùng máy đánh trứng và đánh cho đến khi hỗn hợp này đông lại. Nếu không có máy đánh trứng thì các bạn cũng có thể sử dụng máy xay sinh tố. Sau khoảng 3 phút thì mình sẽ có phần sốt sánh sệt như thế này. Các bạn muốn đặc hơn thì các bạn cứ đánh thêm là được. Giờ mình sẽ pha 1 ly trà sữa kem trứng dừa nướng 500ml. Đầu tiên mình cho chân trâu vào trong ly và xoay quanh thành ly để phần đường đen tạo vân trên ly được đẹp hơn. Mình cho đá vào gần đầy ly, rót vào cùng khoảng 170ml trà sữa, sau đó rót khoảng 50-70ml sốt kem trứng lên trên. Rắc thêm một chút vụn dừa nướng lên trên nữa là mình đã có một ly trà sữa kem trứng dừa nướng rất là hấp dẫn, trông rất là bắt mắt như thế này rồi. Khi thưởng thức thì các bạn nên ăn thử một chút sốt kem trứng và vụn dừa nướng ở bên trên. Các bạn sẽ cảm thấy được độ béo ngậy, mặn mặn của sốt kem trứng hòa cùng với phần vụn dừa nướng, giòn thơm vị dừa đặc trưng khá là lạ miệng. Phần trà sữa chân trâu thì rất là ngon rồi, chân trâu mềm dẻo, thơm thơm của đường nâu Hàn Quốc. Trà sữa thì ngọt thơm đậm đà vị trà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.